Mai thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà khi đi để lại cho em lá thư khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Mời bạn Nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Rồi xin mời bạn nữ, chúng ta có thể giới thiệu về sơ yếu lý lịch của mình. Cẩm Tú là tên một loài hoa, cũng là tên của em. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm việc một chuyên viên tư vấn ở bệnh viện Nhân Ái ạ. Em quê ở Quảng Bình ạ. Tư vấn về cái gì? Dạ em tư vấn cho những người bị nhiễm AIDS giai đoạn cuối ạ. Bây giờ mình nghe bạn trai mình giới thiệu nha. Em tên là Trường, em là kỹ sư phần mềm. Hiện em đang công tác tại bệnh viện quốc tế Đồng Nai. Kỹ sư phần mềm, dạ. Nhưng công tác tại bệnh viện là như thế nào bạn? Dạ là em viết phần mềm cho bệnh viện. Tất cả liên quan tới phần mềm là em làm cả. Ôi, bạn nói bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 30 tuổi. 30, chị Cát Tường. Rồi. 29 gặp 30 cũng được. Rồi. Bạn có những cái điểm mạnh gì? Tâm lý và biết quan tâm chăm sóc bạn khác giới. Ví dụ vậy. Vậy sao? Ê. Dạ thì em cũng có ba mối tình, nhưng mà mối tình đầu em thì lúc đó còn học sinh, còn ngây dại. Mình bỏ qua mối tình học sinh đi. Dạ, còn mối tình thứ hai thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà bạn nữ thì vì chữ hiếu nên phải định cư Canada. Khi đi để lại cho em lá thư khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Yeah. Coi như là lâm ly với đất. Dứt áo ra đi luôn ha. Em thuộc luôn lá thư đó luôn. Thuộc sao mình đọc một đoạn nào hay nhất cơ. Ông xã ơi, hãy để em gọi anh thật nhiều. Và sau hôm nay chỉ xem anh là một người bạn. Ông xã ơi, rồi cuối cùng là xem người bạn. Dạ. Rồi mối tình thứ ba sao bạn? Có lâm ly bi đát không? Mối tình thứ ba thì em quen tháng 5 năm rồi. Tưởng chừng như là cưới. Nhưng mà khi mà gặp hai bên gia đình thì gia đình bên kia nói chung là môn đăng hộ đối. Người ta không có muốn gia đình em xuất thân từ lao động. Tình yêu của họ không có lớn để đủ vượt qua cái khó khăn như vậy. Bao năm rồi? Một năm rồi đó hả? Dạ, 30 tháng 4 vừa rồi là đám cưới người yêu cũ lại mời em đi đám cưới nữa. Trời ơi, cuộc đời anh này bi đát quá. Có khi nào mình khóc chưa bạn? Có rồi chị, em chùm khóc luôn mà. Rồi mấy lần vậy là bạn gái mình có dỗ mình không? Trời ơi, em bị người ta đá, em khóc mình, nó đâu có dỗ em đâu. Em có thích đàn ông khóc không? Em thích một người nào đó nam tính siêu ạ. Khóc đâu có liên quan gì đến nam tính thôi, em nam tính người ta vẫn khóc mà. Dạ, khóc thì ủy mị quá. Ủy mị quá hả? Dạ. Thế còn bạn thì sao, có bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có hai mối tình ạ, cũng tương đối dài, 3 năm ạ. Nhưng mà gặp nhau thì tương đối ít, nên là không thể đến với nhau được. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Điềm đạm, trung thủy, không có gia trưởng, không có phụ thuộc lá. Bạn trai có gia trưởng không? Dạ em không có chị. Em quen bạn gái em cưng lắm, cưng như trứng vậy. Có hút thuốc lá không? Dạ không biết hút. Bạn có keo kiệt không? Em không có keo, em có nhiều. Chơi hết nhiều hả? Dạ, bị gái dụ là cho hết. Trời ơi. Người yêu em nhõng nhẽo là em cũng chi hết. Hay và hát vào đó được á nha. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Cái quan trọng là biết yêu thương, là tiếp người của gia đình, biết lo lắng quan tâm là được. Bạn có cái điểm mạnh gì? Em cũng biết làm những công việc của đàn ông một tí xíu ạ. Ví dụ? Như là sửa điện, sửa ống nước rồi làm phụ hồ. Cái gì? Sửa điện, sửa ống nước làm phụ hồ. Dạ. Với một cái thân hình vóc dáng mảnh mai như thế này. Em từ nhỏ sống với mẹ, cuộc sống kinh tế cũng khó khăn ạ. Cái cụ nói nhỏ quá, để anh qua anh nghe còn coi sao mà. Dạ em theo anh nhỉ. Sửa ống nước đi làm phụ hồ. À dạ. Anh bên đây anh dễ cảm động lắm. Bây giờ em cần gì ở người đàn ông nào? Dạ em cần một người biết cảm thông, biết chia sẻ. Bạn bên đây là cảm thông lắm, cảm tình lắm, cảm động lắm, chia sẻ lắm, chia đôi không? Tức là một người cảm động nhiều á, là người đó rất là chân thành. Dạ. Nhưng mà giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn, em phải lên đây chứ. Lấy liền không? Dạ lấy liền càng tốt ạ. Anh bên đây chắc cũng lấy liền, anh đây tình cảm lắm. Anh lấy liền hả? Em cũng chuẩn bị rồi hả? Em cũng chuẩn bị rồi, đây gì? Là thiệp cưới em tự thiết kế. Trời. Cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trời ơi, cái gì vậy? Thiệp cưới Bạn Muốn Hẹn Hò luôn nè. Đâu coi với. Trời ơi, có tên chị cô dâu, thiếu tên cô dâu vậy. À trời, đã định dâu. Duyên đôi lứa có thơ để đọc đi. Trời ơi, lễ tân hôn 2017. Thơ kìa, thơ bên kia. Trân trọng kính mời Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, trời đã định xe duyên đôi lứa, trong muôn người anh lựa chọn em, là duyên là nợ êm đềm,
tơ hồng xe kết bên thềm mùa xuân. Xin hỏi cái bài thơ này là em làm hay là em chế, em lụm đâu ra? Em lụm trên mạng cái gì ơi. Hỏi đọc đi. Tưởng đâu thơ của đây là hỏi đọc đi. Trời ơi. Nhưng mà cái công sức em thiết kế là cái sự chân đúng thành rồi, đúng chị. Rồi. Tưởng thơ không làm đọc hỏi không bởi vậy. Không đọc. Thì nói thôi chứ công sức làm cái thiệp này là cũng có chủ đích rồi ha. Dạ, giờ là quyết chí đám cưới phải không? Dạ em để 27 đó chị. Chỉ thiếu tên cô dâu nè. Rồi bây giờ đã có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ thì vốn cũng có một ít đủ làm đám cưới. Lấy nhau về ở đâu? Quan trọng bạn nữ thôi, ở với mẹ em cũng được. Thích ở riêng thì mình sẽ kiếm chỗ nào đó mình ở gần đây tiện hai bên. Cũng lớn tuổi rồi. Với lại cái quan điểm tình yêu của em á, cái gì đã bắt đầu thì em không bao giờ muốn kết thúc. Em không thích bị gãy gánh giữa đường. Nói chung là em định hướng đám cưới là vậy, em thiết kế trước cho em. Bạn không thích điểm gì á Ngưỡng gái? Bạn nói thủ tục xe xu lòe loẹt được em không thích rồi đó. Ví dụ như nhộn tóc vàng khè em không thích. Em thấy với bạn bè em gái nó dữ lắm, nó nhậu ghê á. Em chơi với bạn nhậu đi, nói thủ tục không? Không ạ. Đó rồi, bạn gái bên này có nhậu đó nha. Em nhậu khi mà trong công việc là cần phải giao tiếp thì là nhậu, nhưng mà nói chung là có kiểm soát ạ. Uống được mấy chai? Em cũng không biết bao nhiêu, nhưng mà khi uống á thì em cảm thấy như vậy là đủ rồi thì em dừng lại ạ. 10 không? Em cũng không có đếm ạ. Không có đếm có nghĩa là phải chục đổ lên. Bên kia cao thủ võ lâm rồi đó. Hôm nay bạn nữ có đi với người thân không bạn? Dạ hôm nay em đi với một đại gia đình T luôn ạ. Tuyên, Tuyến, Tú, Thắm. Dạ người giới thiệu. Tuyên, Tuyến, Tú, Thắm, Tú. Đây là thắm, bạn của thắm. Em hay sao? Dạ bạn thân và bạn đồng nghiệp ạ. Chào các bạn thân và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh. Em là bạn thân với Tú từ hồi nhỏ tới giờ, nhà hai đứa gần nhau. Em nói về Tú trước ha. Về Tú thì những cái tiêu chuẩn mà anh đặt ra về người bạn gái hay là người vợ tương lai của anh á, thì em thấy Tú là vượt quá những cái tiêu chí đó luôn á. Là một người phụ nữ dành cho gia đình, Tú thì rất là nhạy cảm. Nếu như khi mà Tú mà đang cảm xúc hay là nóng giận hay là có thái độ nó hơi ngoài tầm kiểm soát một chút xíu á, thì anh có thể nhún nhường á. Thì em nghĩ là hai người anh thì dễ nhịn bạn gái lắm. Bình thường anh cái gì anh cũng nhường trước hết á. Dạ nhường nhưng mà phải có một chút men nha anh. Đúng rồi, phải men 100%. Dạ, thì em nghĩ là mong hai người có một cái happy ending. Hay quá. Thì cưới có sẵn rồi. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em chị. Dạ. Chào bác. Chào Quyền Linh với Cát Tường. Bác cảm thấy cháu gái đây rất là tốt. Nhưng mà bác cũng mong muốn là cháu gái làm sao nắm được thằng con trai bác, chứ đừng để nó nắm con. Thì bác không muốn vậy. Tại vì bác là phụ nữ, bác đã đời cả khổ rồi. Thì phải nắm thằng chồng mình, chứ đừng để thằng chồng mình nắm mình. Trời ơi, quá dữ. Em con rất là cảm ơn điều kiện bác dành cho con ạ. Con hy vọng con cũng sẽ nắm được anh ạ. Anh dễ lắm lắm. Có một người mẹ chồng như vậy thì quá tuyệt quá vời. Quá tuyệt vời luôn. Thôi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt đi. Dạ em cảm ơn ạ. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Yêu là phải chung thủy, yêu là phải cưới liền tay ạ. À thì anh cũng vậy, cưới vợ cưới liền tay để lâu ngày nó hôi ê. Cái gì hôi ê? Từ anh dễ lắm, em nắm anh chỗ nào cũng được hết. Ủa em làm ở đâu em? Dạ hiện tại em đang làm ở tỉnh Bình Phước ạ. Vậy thí dụ quen nhau thì làm sao? Dạ thì em tỉnh đi ạ. Vậy không lẽ mình chạy lên, anh chạy lên Phước người ta thăm em à? Trời. Dạ không lẽ. Không phải. Chứ không lẽ người ta chạy xuống. Không không, nhưng ý em nói là chỗ Bình Phước là chỗ nào mà. Không thì thật ra anh cũng không quan trọng vấn đề mà xa hay gần. Yêu là phải yêu hết mình. Đó giờ anh mà quen ai á, anh đi công tác xa cả trăm cây số mà anh vẫn chạy về. Lễ lộc anh phải chạy về, anh chở người yêu anh đi rồi khuya 3 giờ anh lại chạy lên lại chỗ công tác. Từ ở đây qua châu Phi ta còn yêu nhau được mà. Nếu mà xa thì mình rút ngắn cái khoảng cách cưới lại thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá, thiệp cưới có rồi. Rút liền, rút ngắn luôn. À, bây giờ bàn đi, bây giờ bàn. Nếu mà cưới nhau thì bây giờ là ai di dân tới chỗ của ai? Đó. Chắc em di dân á. Đó, vậy đúng. Em về thì anh xin vào bệnh viện cho em làm trong bệnh viện. Quá gần. Xin được không? Nhà em cách bệnh viện có mấy bước chân. Vậy được rồi đó, không được anh hỗ trợ cho. Dạ em ổn định quá rồi. Đi đưa nó đi. Chưa đây ta nói, còn chưa, cái này chưa đưa được đâu. Được rồi. Rượu của kia không bấm, đưa gì.
Đưa lẽ anh ghi tên anh vô. Phải rồi. Anh nhìn thẳng vào mắt anh ấy đi. Thấy có gì lé lên chưa? Dạ, long lanh long lánh ạ. Long lanh long lánh hả? Dạ. Bạn trai cảm nhận về bạn gái như thế nào? Ở lần đầu tiên thấy bạn gái dễ thương. Mà thật ra là em cũng có cảm tình với Quảng Bình. Quảng Bình quê ta ơi. Nói chung là em kết rồi nha. Kết mà nói một câu gì đó. Nói câu gì ngọt ngào hết sức rồi để động viên bạn ấy coi. Thì cái hộp đó là nó thể hiện sự chân thành rồi. Không, khi mà phải nói nữa, phải cầu hôn. Cầu thì... hôn, cầu hôn. Lại sát bên, cầu hôn. Thì anh xuống. Muốn thì đứng anh... sát vô, đứng sát vô. Thì anh á, anh chuẩn bị lên đây không phải để chơi. Quan điểm của tình yêu của anh á, khi cái gì bắt đầu thì anh không muốn nó kết thúc. Anh muốn cái tấm thiệp này nó thành hiện thực. Hiện tại thiếu tên cô dâu đó, nếu mà em bấm nút á thì nó sẽ sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Anh ghé tặng nha. Anh cố ý anh dẫn mẹ anh theo là như vậy, cho mẹ anh chứng nhận tận mắt như vậy. Dạ, em hy vọng điều đó là sự thật ạ. Thôi kết thúc. Này, đặt tay vào nút bấm nha bạn, suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Nãy giờ mình nói rất là vui rồi. Ở đây có người lớn, có hàng triệu người đang theo dõi truyền hình. Tình yêu là một cái gì đó hết sức là thiêng liêng. Và hẹn hò buổi đầu tiên cũng hết sức là thiêng liêng. Bấm là đồng ý. Bắt đầu và không có kết thúc. 2 3 Tại anh bấm 3 đó, tại anh nói 3 đó. 1 Một mình. Ai biểu anh đếm ngược chứ? Bạn gái lý do tại sao bạn bấm nút? Cái gì em cũng muốn suy nghĩ cho nó kỹ. Khi mà em quay xuống á, em nhìn thấy mẹ của anh mặt rất là nhìn rất là phúc hậu nên là em bấm. Thường em nhìn bố mẹ phúc hậu thì con cũng y vậy đó, thẳng thắn thật thà, hài hước. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau và báo tin vui, ghi cái tên vào thiệp càng sớm càng tốt. Gửi cho chương trình đúng không anh? Gửi cho chương trình ha. Dạ. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt. Đừng buông ra nhé, sẽ không có kết thúc nhé. Chúc hai bạn sớm có được hạnh phúc. Con xin hứa với bác là nếu có cơ hội, có duyên thì con cũng mong con là một người cô dâu thảo của bạn. Dạ, nếu được thì đóng sông Dông Kỳ hậu vệ mặt trời. Sông Dông Kỳ hả? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, cũng nhiều quá. 15, 16 người. Cái gì bắt đầu sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Mà nếu đã có kết thúc thì không nên có bắt đầu. Ừ ha. Đúng rồi. Chưa gì hết đã thấy là có càng kết thúc thì bắt đầu làm gì. Rõ ràng như vậy, trong tình yêu cũng vậy, chúng ta đừng có sự mập mờ ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau như cặp đôi này hay không. Xin mời, Hả Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Dạ, anh chàng Quỳnh Linh chào chị Cát Tường với mọi người trong phim trường. À, dạ. Mời ngồi đi bạn. Đâu về mà tai nạn gấp hết trơn vậy? Dạ, cái kiểu nó vậy. Cái kiểu vậy đó hả? Dạ. Mặc cho nó mát hay sao? Bạn tên là gì? Dạ, em tên Huỳnh Phương Thanh. Huỳnh Phương Thanh? Dạ. Em 26 tuổi, hiện em đang công tác tại Mường Thanh, Sài Gòn Century. Em coi về cái mảng điện với điện lạnh. Con gì nó cắn vậy? Em rung quá. Rung quá hả? Dạ. Nhưng mà bình tĩnh lại nha. Rồi mình nghe bạn nữ giới thiệu. Em hãy giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thơ, 25 tuổi. Em đang công tác tại trung tâm hội nghị tiệc cưới ở Phú Nhuận. Hiện tại chưa có bạn trai. Bạn ơi, bạn muốn tìm một chàng trai thế nào? Một hoàng tử của mình ra sao? Dạ, nếu được thì cho em giống Song Joong Ki hậu vệ mặt trời. Song Joong Ki hả? Dạ, đó là... Cái này giống Ki không? Mọi người thấy giống Ki không? Song Joong Ki. Em có biết Song Joong Ki không? Không không? Song Ki, Ki đẹp lắm. Ki hậu vệ mặt trời đó.
Hả? Bên đây cũng khá giống đó nha. Dạ, đó em nói đùa thôi. Chứ còn bạn trai em thì cũng không có cần là đẹp trai, mà gọn gàng, sạch sẽ, với lại nhìn vô có máu nghệ thuật chút xíu. Sao bên đây máu nghệ thuật lắm à? Là sao em? Máu nghệ thuật là sao? Chứ là cái phong cách bên ngoài của bạn sẽ lãng tử nghệ sĩ chút xíu. Sao bên đây lãng luôn á? Chừng lãng nhách nha. Bên đây làm điện âm thanh rồi đó hả bạn hả? Dạ. Nói chung là hai bạn trong cái môi trường cũng giống giống nhau ha. Event rồi ha. Dạ. Rồi nghệ thuật rồi ha. Thì cũng lãng tử lắm á. Nhưng cũng mà máu nghệ sĩ lắm. Bạn gái nhìn cũng rất là năng động. Tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ chắc tại em toàn tiếp xúc với chú rể không à. Em chỉ cần cười cười hay liếc mắt với chú rể phát là cô dâu là thấy không đặt rồi đó. Cho nên lúc nào em cũng phải nghiêm với chú rể. Nên là... Nhưng mà từ trước giờ em đã có mối tình nào chưa? Em mới vừa chia tay bạn trai được 2 năm. Em thì ở Sài Gòn, còn bạn thì ở Đà Nẵng. Bạn trai em thì cũng hơi rụt rè một chút xíu. Dạ. Em thì hơi cá tính mạnh cho nên là không hợp. Bạn trai bên kia không biết là mình là người rụt rè hay cá tính mạnh hay là như thế nào ha? Không biết rụt rè không, nãy giờ ngồi gãi hoài à. Dạ em hơi rụt rè đó. Có mạnh dạn không bạn? Bên kia bạn nữ là hơi mạnh dạn đó nha. Rồi mình cho biết là mình sẽ tìm bạn gái thế nào, có giống Song Joong Ki không? Em thì em không có đặt ra bất kỳ một cái tiêu chuẩn nào hết á. Em thấy thích là em thích thôi. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng nhiều anh. Nhiều là mấy? 15-16 người. Thiệt không vậy? Thiệt không? Dạ thiệt. 15-16 mối tình rồi đó hả? Trời đất ơi trời. Mối tình dài nhất là nhiêu? Dạ khoảng 2 năm anh. 2 năm đó mấy mối? Nói năm nay cho nó dễ là những cái người mà em cảm thấy tiến xa thì em sẽ dẫn về nhà, em giới thiệu với gia đình. Em dẫn về nhà mấy người rồi? Dạ 2 người anh. Ba mẹ không chịu hay sao? Dạ là ba mẹ thì thương lắm, nhưng mà do thời gian, do nhiều yếu tố nó tác động vô, cái tình yêu nó không có lớn cho nên không có bước tiếp được. Em bỏ người ta bỏ em? Em toàn bị gái bỏ không à. Song Joong Ki này lạ quá ta. Em bạn không thích cái gì á? Người con gái? Dạ em không thích con gái có cái suy nghĩ nó phong kiến á. Tại vì em là cái người thích tattoo. Cái gì? Em mê hình xăm lắm. À thích tattoo. Ai gái lạ bên... Em có thích xăm mình không? Em thích nhưng mà em sợ đau. Bạn trai xăm mình thì em có thích không? Dạ cái đó em không có quan tâm lắm. Nhưng xăm hết mình luôn có được không? Nhìn xăm hết mình thì cũng hơi sợ, nhưng mà đó là sở thích của bạn thì em chiều theo hết. Em chiều mà về gia đình em, ba mẹ em không chịu thì sao? Ba mẹ em thì chiều em lắm. Vì bạn là trai xăm ít lắm em. Xăm ngay trán chứ I love you rồi nè. Được không? Thấy cô nào cũng I love you thì cũng... không nữa, thiếu tên nào ghi vô đó thêm thôi. Em có những điểm mạnh gì? Thật sự điểm mạnh nhất của em đó là em hay quên. Thì tại vì là ai mà làm em giận thì em giận chút xíu hồi em cũng quên à. Người ta mới khi mà nhìn vô em á thì cứ nghĩ là em rất là thống khép kín và khó gần á. Nhưng mà thật sự mà khi mà tiếp xúc vào em rồi á thì sẽ thấy rất là vui. Cứ bỏ cái vụ gì kia kia qua bên đi. Dạ. Em thích cái người bạn trai mình về ngoại hình như thế nào nè. Để chị qua chị xem. Dạ, ngoại hình thì sạch sẽ, sáng sủa, thấy gọn gàng là được. Dạ em chào chị. Chào bạn. Cũng dễ thương. Dạ. Ki này lạ lắm à. Rách rưới dữ vậy. Dạ, tại vì mấy ngày không có về nhà. Trời đất ơi, đi đâu mấy ngày không về nhà? Dạ, tại vì do trong chỗ làm em có sự cố, em phải ở lại em hỗ trợ. Dạ. Rồi hàng kia mắt đỏ hết trơn à. Dạ. Rồi xăm gì đâu đưa coi coi. Em xăm ít ở đây nhưng mà trên người nhiều lắm. Rồi bây giờ nghe tôi hỏi nè, có dạ. Cái tật xấu gì không? Em thấy em xấu cũng xấu mà tốt cũng tốt á. Tại vì em quan tâm người ta mà đôi khi để cho người ta nghĩ em thích người ta. Vậy là gieo rắc sự dạ, hy vọng cho phụ nữ hả? Vậy cái tánh em nó lo chuyện bao đồng cái gì? Giờ có bạn gái rồi còn lo bao đồng cái gì nữa? Nếu mà có bạn gái phải tập trung lo cho bạn gái chứ. Tôi hỏi nè, bạn muốn lấy vợ hay là bạn muốn quen làm bạn quen cho vui? Muốn hay muốn lấy vậy đó, xúc tích là muốn lấy. Xúc tích là muốn lấy. Thì muốn lấy thì phải tập trung chuyên môn, quan tâm lo lắng cho bạn gái chứ mà nói gì mà dạ, thì bây giờ muốn lấy tiền là phải có tài chính, phải lo đi làm kiếm tiền chứ lo yêu không có tiền lấy gì cưới. Bây giờ bao lâu mới cưới được? Khoảng một năm rưỡi gì vậy chị. Giờ cũng có được út chút chút, phải để dành thêm. Em thích em tự em làm, em không có thích nhờ giả cha mẹ. Ai cho nhờ? Lanh đúng rồi. Thấy thì không ưa rồi đó. Trời đất ơi. Chê đàn trai tôi bà. Đàn trai tôi vậy chứ cũng dễ thương lắm à. Con sao nói vậy à? Đốt chết. Lý sự léo lắc. Anh qua trả thù lại cho em. Bực mình. Hello, trời ơi dễ thương quá. Ta dễ thương vậy trả thù sao được. Trời ơi. Giống nhau quá. Đường bên kia còn rách nhiều không bên đây. Tưởng bên đây nhiều bên kia còn trà bá lửa. Trời ơi sao mà rách
hai bên hợp nhau dữ ta. Sao lý do em thích diễn viên Hàn Quốc vậy? Con gái mà ai cũng mê Hàn Quốc hết trơn, nhất là phim ảnh nữa, người đàn ông đó nó quá tốt đi mà bề ngoài quá đẹp, cho nên là mê. Vì Việt Nam có ế vợ hết sao? Biết đâu được, người Việt Nam cũng có như là Halilu hay Ngô Kiến Huy. Halilu hả? Bên đây lu hả Ký? Bên kia cũng cũng hiện đại lắm mà nha. Hai người này chắc cũng được á. Hôm nay bà có đi với ai đi theo không? Dạ em đi với chị gái và bạn thân của em. Chào anh Linh và chị Cát Tường. Nhưng thấy là bạn này giống Ký hay lu? Bạn nam này thì mạnh mẽ hơn so cái nhân vật ở Song Joong Ki mà bạn Thơ đang nói. Vậy là hơn Ki rồi, đừng lo. Em thấy vẻ bề ngoài của hai bạn này thì cũng khá là giống nhau, thích bụi bặm hả, mạnh mẽ. Tuy nhiên bạn Thơ thì nhìn ở ngoài thì có vẻ là mạnh mẽ như vậy, nhưng mà thực sự là rất là hay mít ướt. Thấy bạn nam này thì cũng mạnh mẽ, không biết vậy thì có tâm lý với bạn gái không? Dạ em chào chị. Nói chào đi. Em theo em nghĩ con gái là để thương để yêu, chứ vậy thôi, em nghĩ đơn giản lắm. Nhưng mà cái cách quan tâm này kia nó cũng thể hiện nó quyết định nhiều lắm em. Nếu mà nói bằng cái miệng thì ai cũng nói được. Em không thích nói, em thích làm. Rồi, chị cảm ơn câu trả lời của em. Tôi vẫn chưa thỏa mãn. Nữa. Để một lát bạn gái hỏi. Bạn trai này có đi với ai không? Dạ có, em đi với một em đồng nghiệp. Chào em. Thì em đồng nghiệp của anh Thanh, thì lúc đầu em thấy ảnh rất là lạnh lùng, khó tiếp xúc, cái vẻ khó là chịu, con khó người khó thương, khó gần nữa. Dạ. Dạ em phải công nhận điều đó, tại vì mặt ảnh nhìn căng thẳng, nhưng mà khi mà tiếp xúc thì ảnh rất là hết lòng với lại mọi người. Bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Em thấy tính cách cũng giống giống nhau. Qua cái câu chuyện của bạn em nói thì em nghĩ rằng là bạn là người sống nội tâm nhiều hơn, đúng không? Nhưng nội tâm cũng phải để cho người biết mình là người thế nào, quan tâm đến người khác thế nào. Chứ nội tâm mình giấu đây hoài, mình nói tôi sống gì trong đây không à, ai mà thấy, đôi khi người ta hiểu lầm. Dạ. Hả? Rồi, vấn đề còn lại là do hai người suy nghĩ thôi. Kéo màn. Bây giờ ngồi nghe hết. Dạ. Hết sức bình tĩnh. Dạ. Muốn hỏi gì cứ hỏi. Chị tin là em rất là nhạy. Dạ. Rồi, hai bạn. 2 phút cho hai bạn. Em chào anh. Em chào em. Đối với anh mẫu người phụ nữ mà anh quan trọng bề ngoài không? Mập ốm lùn cao gì cũng được, chủ yếu là anh thích thôi. Vậy giờ anh nhìn em anh thấy thích không? Cũng có cảm tình, không có ghét. Không có ghét là được rồi. Tính của em thì nó hơi nổi loạn một chút xíu. Mọi người nói là sống thử có được hay không như thế nào đó. Thì em nghĩ là chấp nhận được, nhưng mà bảo em làm sống thử không thì em không có sống thử. Em là vậy á. Mọi người có thể là kỳ thị lesbian hay là gay chẳng hạn, còn em thì em chơi với người ta bình thường. Bạn của em thì cũng có nhiều những người như anh vậy. Anh thích cái người giới tính thứ ba đó. Nhưng mà thiệt, tại vì cái người giới tính thứ ba họ giỏi. Nhưng mà em thì không có thuộc thế giới thứ ba. Anh này thuộc thứ tư, thứ năm luôn. Ví dụ như là mình mới nhìn đây thôi, mà em không biết là ví dụ như em hay đi đi club hay là đi chơi buổi tối thì anh có hài lòng không? Bình thường không sao hết trơn. Anh có hay đi chơi không? Anh ít đi lắm, này anh ở nhà anh đi làm không à. Anh có gì hỏi em không? Em có thích anh không? Dạ cảm nhận đầu tiên á thì có một chút rung động. Mình có tới được với nhau hay không á tùy cái duyên, nhưng mà dù sao đi nữa thì ra ngoài thì em cũng muốn làm bạn với anh. Anh không biết nói gì đó, anh chỉ biết là duyên phận thì tại trời, nghĩa tình tại tâm. Thí dụ như bây giờ cô gái ấy nói thích thì sao? Thì em bấm. Còn nếu không thích thì sao? Em cũng bấm. Đúng rồi. Thôi cũng dễ thương mà. Hết thời gian. Trái tim mách bảo bấm hay không bấm, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mời em. Đi trước rồi. Anh nghĩ rằng biết sao không? Cô gái dễ lắm. Dễ lắm. Phải ngọt với ta một chút. Nói cứ nói băng băng không sao cô gái được trời. Dễ thương mà, bạn bên đây rất là hiểu tâm lý, rất là dễ thương. Hy vọng rằng bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình.
Chúc các bạn may mắn. Để tặng hai bạn nước xịt thêm miệng thảo dược đi lắm. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Anh bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai không em mới tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Để anh đến. Để anh đến. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc. Cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên. Và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng. Cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng dạ, không? Dạ. Em trai không mấy mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút ra kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn
trai của em như thế nào? Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc. Hơi hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Đó, vậy là yên tâm rồi. Cho xem mắt gà gái. Dạ, đây chào anh Huỳnh Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác anh. Ừ, anh là kinh nghiệm rồi, thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng, còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Linh xin... đính chính cho nhà trai chút xíu. Nên nhà trai nói là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, đó con là, gái mẹ bạn. Cũng lo lắng thôi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy, quen rất nhiều. Nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là... cháu quen là cũng đâu ra đó đoàn hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần. Nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết lễ phép, rồi, biết trên, biết dưới. Yeah, đó, đúng rồi. Bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Hi, ok. Đó. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Là em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi. Đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. Là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quản Lo Âu Đi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. Em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Ừ, vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh
anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Rồi. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh xé phải cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em à. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á, cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ, để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok. Anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì. Con đó có phải là con ách cơ không ạ? Đúng rồi nó. Vỗ tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó, tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay, ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á. Anh ơi, cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra em kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không phải kiểm, nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì cái về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. À, thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. À, đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là Cường Bạn Nam cao chứ 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. À, ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì em biết được nghĩa bóng nó sẽ đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò, hãy nắm tay nhau. Mình xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Anh xin phép em. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ, các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đây. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ, xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tình duyên của Cưng sao nè? Nếu tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một... Ôi ơi. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán. Vậy hả, con làm ở đâu, quận mấy? Dạ con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, quận Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn. Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á, thì em hết nhìn môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á, thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là rõ nha em. Khi nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la lên Linh nghe không được gì hết. Thôi xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, trung thủy, độc lập. Dạ điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Cái đó cũng hay á, thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi, cứ sớm sớm nha, đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Okay. Trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Là đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là chỉ là về cái tâm mình như trước. Nhiều khi cao quá về cái nữa nhà cũng vậy. Chứ là còn hiểu nhau. Đâu quay mặt đây tôi ngó coi sao. Bộ con gái cao đẹp mà. Nhiều khi cũng tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Tự nhận mình ưa nhìn luôn đúng không? Ừ. Còn coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Rồi còn mình thì sao nè? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là trung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết trung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, dạ chỉ ăn chích kìa chị. Gì? Chích. Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chứ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích, lâu lâu cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, đúng không? Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn.
em lùng 1m45 cũng ok luôn. Như còn mình thì sao, mình có mong người ta cao không? Dạ cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều mà... cao nhiêu nè? Em nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. À, dư sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì nè. À, em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi gọi cháu như xưa. Hai em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. À, vui vẻ dễ thương á. Em thấy thì cũng được. Nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây bây giờ hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Ân ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh cần tặng em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xinh gồng. Dạ. Anh cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái cây xương gồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Thì anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương gồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình dạ. cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó dạ. sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cắt trung hòa được với nhau. Dạ. Chứ cho mình dừng em, anh có thiện cảm rồi. Chứ cho bạn rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích cái đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có đang hồi hộp đúng không? Hồi hộp. Đó em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không, em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ, lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhìn xét thôi. Có thể những cái lúc trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Dạ. Thì nó mới bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa là gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo anh á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ. Nếu mà em giữ như vậy á, thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không? Ừ, cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Vậy anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà? Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Ừ. Vậy cùng ý tưởng. 9 đó. Đến một 9 tháng đến một năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Quan điểm của nhà anh là không có gọi là chuyện làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua trên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê lập nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì mình ở trên đấy. Anh nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. À, thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc, hai tay. Không có thuộc lợi. À, này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua.
Chờ anh với, nếu có lỡ hay cười. Cười, quên lời cười. Lần đầu tiên bạn gặp em á, là anh thấy em là người ưa nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á, thì anh thấy dường như là hợp tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em cũng chưa nghe luôn. 32. Dạ, vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào vậy anh? Không biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3, nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động không? Trời ơi. Sao nè, sao nè, nói nghe coi nè. Gì em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả. Chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa của mình nha. Mọi người đi con đường riêng của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Đời đúng là đôi khi nó không như mình nghĩ nha. Bất ngờ ha. Bất ngờ. Mình chỉ tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi. Thôi, như vậy là người ta đã kết thúc ngày hẹn hò hôm nay. Ngày hẹn hò và coi như là 50-50 ha. Ôi, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm, sao không có ai. Và em rất là khó tính. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ. Đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Thì em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô. Em đã đi hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em. Và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành. Vợ chồng là luôn lắng nghe, nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trên đó. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.